Em chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người mã sản phẩm mới. Nó là cái hấp tiếp C 3-in-1 EX0013. Mã sản phẩm của nó là 790247 nha. Cái đầu vào của nó là tiếp C. Đây là cổng tiếp C ha. Đầu ra của nó là HDMI và VGA. Nó hỗ trợ cho mắt M1, Thunderbolt 3 và 4. Chức năng chính của HDMI và VGA thì nó kết nối với màn hình TV và máy chiếu ha. Cổng VGA này là 1080p. HDMI thì 4K 60Hz. Nếu như kết nối hai cổng cùng lúc á, VGA và HDMI á, thì 1080p nha. Cổng BD là 100W 20V 5A. Cái cổng BD á, sạc từ cốc sạc vào thiết bị chính nha, nó không sạc ngược lại ạ. Rồi mọi người coi lại nha. Chất liệu này là bằng nhôm nha. Sản phẩm được bảo hành bằng tem 3 tháng, 1 đổi 1 nếu như sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất nha. Mọi người cần thêm thông tin gì thì liên hệ bên shop để được hỗ trợ về kỹ thuật nha. Rồi, em chào mọi người ạ.